chào mọi người quay trở lại kênh YouTube của Alpha Counter. Thì trước mặt mình đây đang là Acer Predator Triton 300 đỉnh cao của laptop gaming. Và duy nhất trong tháng 2 năm 2022, nếu như mà các bạn đang có nhu cầu mua em này thì liên hệ ngay tại Alpha Counter với mức giá cực kỳ ưu đãi. Bởi vì một chút là có thể giảm ngay lên đến giá trị cực kỳ lớn đấy nhá. Và link chi tiết thì mình sẽ để ngay dưới mô tả cho mọi người có thể click vào. Còn bây giờ thì chúng mình sẽ đi vào đánh giá chi tiết em này nhé. Ở đây thì là làm dòng laptop gaming thuộc phân khúc cao cấp, thế nên là Triton 300 được trang bị những phần cứng mạnh mẽ nhất này, công nghệ tối ưu nhất thì đều được Acer áp dụng cho dòng laptop này. Là dòng laptop gaming thế nhưng mà ngoại hình của em này thì không quá to, không quá dày và nặng. Chất liệu thì vỏ bên ngoài được làm hoàn toàn bằng kim loại, tuy nhiên rất là gọn và mỏng, được Acer thiết kế riêng cho dòng Triton khi mà độ mỏng của nó đạt là 19,9mm và nặng có 2kg. Phải nói đối với laptop gaming thì 2kg không phải là quá nặng và các bạn vẫn hoàn toàn có thể mang đi di chuyển được. Và ở đây thì trong thiết kế thì Acer, mình thấy là Acer luôn trung thành với một kiểu thiết kế của riêng hãng, khi mà so với các dòng laptop gaming khác, mặc dù nhìn rất là hầm hố này, vẫn rất là mạnh mẽ, thế nhưng mà lại cực đơn giản với tông màu đen duy nhất và có logo là Predator chính giữa. Và khi bật máy lên thì các bạn sẽ thấy được là logo Predator này cũng sẽ sáng lên làm điểm nhấn cho toàn bộ máy. Triton 300 thì sẽ có khá là nhiều phiên bản để cho các bạn lựa chọn, nhưng mà ở đây thì mình đang có cấu hình gần như là cao cấp nhất, Intel Core i7 11800H 8x16 luồng, 32GB RAM, 2TB SSD và NVIDIA RTX 3080. Với cấu hình này thì Triton 300 gần như là một mẫu PC gaming. Mặc dù là mình biết là ở cấu hình này thì các bạn hoàn toàn có thể build được PC với một mức giá rẻ hơn, nhưng mà thứ nhất thì về linh kiện là cạc màn hình hiện nay thì trên thị trường còn khá là khan hiếm. Thứ hai là PC thì chắc chắn là không thể linh hoạt và mang theo di chuyển được như laptop, thế nên là laptop ở thời điểm này mua chắc chắn là hợp lý. Và đối với dòng Predator thì các bạn có thể dùng lên đến 5 năm vẫn đẹp và có thể bền bỉ nhé. Quay lại với cấu hình thì ở đây với RTX 3080 sẽ đẩy mạnh khả năng đồ họa khi mà các bạn muốn chơi các tựa game với đồ họa đẹp như là GTA này, FIFA 20 hay Dota 2, hay là sử dụng để phục vụ các công việc như là thiết kế 2D, 3D, render video 4K hoàn toàn thoải mái. Và cấu hình này thì các bạn chơi game thoải mái không cần phải nhìn setting luôn. Sau đây chúng mình sẽ xem qua phần test game nhé. Cấu hình xịn rồi, đương nhiên tản nhiệt cũng phải đóng vai trò cực kỳ quan trọng. Khi mà qua phần test game thì các bạn có thể thấy là phần nhiệt độ không quá cao. Hệ thống tản nhiệt thì được Acer trang bị độc quyền với quạt là Aeroblade với 89 lá quạt siêu mỏng được làm bằng kim loại, được thiết kế cùng với vòng tăng áp suất gió sẽ tăng khả năng làm mát lên đến 55% so với quạt thông thường, sẽ đảm bảo độ bền và gia tăng tuổi thọ cho máy nữa. Và ngoài ra thì thông qua phần mềm đó chính là Predator Sync thì sẽ giúp các bạn điều chỉnh hiệu năng của CPU, GPU, tốc độ quạt này. Ngoài ra thì phần mềm còn có thể điều chỉnh là bàn phím RGB 4 vùng, tùy chỉnh màu sắc theo ý thích của các bạn. Phím tắt Turbo thì ở ngay trên phần bàn phím này sẽ cho phép thực hiện các tùy chỉnh cài đặt chỉ sau một nút bấm của các bạn. Về phần màn hình thì rất là phù hợp để chơi game. Màn hình tiêu chuẩn 15,6 inch Full HD tấm nền IPS. Đối với laptop gaming thì mình nghĩ Full HD là cực kỳ tối ưu cho việc chơi game. Chưa kể là khi Acer trang bị tần số quét cực kỳ cao lên đến đó chính là 360Hz cho chiếc máy này thì cũng tiết kiệm được khá phần chi phí mà trải nghiệm khi chơi game của các bạn được tăng lên đáng kể.
không thể thiếu được đó chính là công nghệ Acer Comfy View thì sẽ có khả năng chống chói này, sử dụng được trong điều kiện ánh sáng mạnh, không gây mỏi mắt, sẽ giúp hiển thị nội dung cần xem một cách dễ chịu kể cả khi các bạn đang sử dụng chiếc máy này ở ngoài trời. Xuống dưới phần bàn phím thì đây là bàn phím LED RGB 4 vùng có thể điều chỉnh theo ý thích của các bạn này, có thiết kế đặc biệt hỗ trợ tối ưu cho bàn tay và ngón tay của các bạn trong quá trình sử dụng. Ở đây thì sẽ là bàn phím với đầy đủ bàn phím số, cụm phím WASD thì được làm nổi bật để dễ nhận biết hơn. Hành trình phím ở đây thì cũng khá là sâu, nhẹ nhàng, êm ái. Phần keycap cũng lớn, rất là ôm tay và sẽ mang lại cảm giác thoải mái khi các bạn sử dụng, gõ và chơi game. Petouch Bar thì sẽ được đặt lệch về một bên, sẽ tạo không gian cho chiếu nghỉ tay nhiều hơn này, được phủ kính xung quanh, cảm ứng đa điểm tốt, nhạy và hoàn toàn có thể thay thế được rồi khi mà các bạn không chơi game. Và ngoài ra, phần Touch Bar này còn tích hợp cảm biến vân tay một chạm, giúp cho bảo mật máy cũng như là các bạn sẽ mở máy ra nhanh hơn nhé. Còn về cổng kết nối, so với thiết kế năm ngoái thì năm nay cổng nguồn đã được di chuyển ra phía đằng sau của máy. Phía bên trái thì chúng ta sẽ có cổng mạng LAN RJ45, hai cổng USB Type-A, jack audio combo. Bên phải sẽ có là mini DisplayPort, HDMI, hai cổng USB Type-A. Và đối với các game thủ thì tiêu chỉ ưu tiên khi mua một chiếc laptop gaming, ngoài thiết kế hầm hố này, cấu hình mạnh mẽ, hiệu suất tối ưu để có thể tương thích với các tựa game thì phải đi kèm với chính sách đó chính là bảo hành nhanh chóng và chuẩn xác. Thì cuối cùng sẽ là chính sách bảo hành dành cho khách hàng khi mua tất cả các sản phẩm gaming Acer sẽ được cam kết bảo hành 3S1, nghĩa là trong vòng 3 ngày, bao gồm cả ngày thứ bảy và ngày chủ nhật. Nếu trong vòng 3 ngày này mà chưa hoàn thành bảo hành, Acer sẽ cam kết 1 đổi 1 đối với sản phẩm tương đương hoặc là giá trị cao hơn. Thế nên là link sản phẩm cũng như là các chương trình khuyến mại khác mình sẽ để ngay dưới mô tả để cho mọi người có thể click vào nhé. Và hẹn gặp lại mọi người trong những video sau.